Khá là khó thở đúng không? Ý mình là không có gì về màu trắng cả, như là... Ừ, cậu biết đấy, như nghệ thuật hay gì đó. Ồ, mình quên rồi. Giống như là... Giống như nó là màu duy nhất chúng ta không thể xóa bỏ hay gì đó. Ồ, anh bạn, mình không biết tại sao chúng ta phải sơn lại cái thứ ngớ ngẩn này ở nơi đầu tiên. Ý mình là nó đã trắng rồi. Họ đang trả tiền cho chúng ta, đó chính là lý do đấy. Hãy thôi làm cái chuyện rồi bu đó đi anh bạn. Giờ mình phải sơn lại cái phớ vẩn này. Được rồi anh bạn, sao cũng được, nhìn này, sửa nó đi. Sao cậu không biến khỏi đây vậy? Biến khỏi đây đi làm ơn, mình sẽ hoàn thành nó. Tốt thôi anh bạn. Lizard King. Những người hùng của tôi chết rồi. Mình đã được sinh ra sai thời điểm. Lizard King khỉ gió. Tương tự. Cái đèn ngớ ngẩn này cũng tương tự. Cái tivi bóng rổ, mấy quyển sách vớ vẩn. Tôi không nghe thấy, tôi không thấy. Ôi khỉ thật, mình đáng lẽ không nên làm điều đó. Gucci.
Tôi nhớ New York xưa. Trong những năm 70-80, CBGB, ban nhạc Ramones, Mean Streets, Samo vẽ tranh phun sơn, còn Andy đi dự tiệc. Sự ra đời của Hip Hop, chỉ cần nhìn vào Times Square, đã từng rất tuyệt vời. Tất cả đã rạn nứt. Và giờ nó giống như Disneyland vậy. Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Những cái khỉ ấy. Đó là chuyến đi vì ma túy. Mình không có gì để mất cả, anh bạn ạ. Được rồi, khỉ thật. Này, cậu đang làm gì vậy? Cậu tính đi đâu vậy? Người gác cổng trước đã ở trong đó. Tôi chỉ việc nhảy vào chiếc xe, ông biết đấy. Nhưng làm sao con khởi động chiếc xe được? Chìa khóa nằm trong xe mà. Ý cậu muốn nói với tôi thực sự là chuyện đã xảy ra sao? Khá tốt đấy chứ hả? Ồ tuyệt, cùng cách với bắt trẻ đồng xanh. Nhưng cậu đã không có cơ hội nào để đưa chiếc xe đến đây phải không? Vâng, nó đậu ngay bên ngoài. Nhanh nào, tới đây nào. Đó, ôi cậu thật là, cậu quên mất tôi là người bán ma túy quái gở sao? Và ta không phải loại người muốn để ý tới nó đâu. Ý tôi là ông cung cấp cho cộng đồng những dịch vụ có giá trị. Vâng, tôi biết và tôi cũng quý mến cậu. Nhưng đến lúc phải đi rồi. Ông sẽ đá tôi ra sao? Đúng thế, bởi vì dù sao thì tôi cũng không nghĩ cậu có thể. Đó đây, của ông đấy. Rancy, tôi không đếm tiền. Chắc cậu phải cướp của nhiều người mới có được số tiền đó. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Để xem cái này có ổn không. Chỉ cần đưa cho tôi một tép và chúng ta sẽ cho là ngang bằng. Bao nhiêu? Một tép. Một tép? Ừ, vì cậu nợ tôi 3.000 đô. 3.000 đô sao? Ồ đúng thế. Ồ thôi nào, cậu nợ tôi 600 đô. Tôi đã đưa ông hơn 2.000 đô mà. Thôi nào, 2.400. Và điều đó có nghĩa cậu nợ tôi thêm 600 đấy. Suan, làm ơn đi, 600 đô đấy. Bởi vì ta đã hỗ trợ thói quen của cậu trong 4 tháng. Ôi Suan, thôi nào, Suan, làm ơn đi. Nghe này, tôi chỉ cần một chút thôi, thế là đủ. Hãy nghĩ về lợi ích đi, cậu sẽ có nó. Chỉ một chút thôi. Ồ tốt, Rancy. Rancy, em yêu, đưa cho cậu ta một quả bóng đi. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Cảm ơn Rancy. Đừng có gọi tôi là Rancy. Và giờ là lúc để cậu rời đi rồi đấy.
Ôi, đứa trẻ ngớ ngẩn. Nó giống bắt trẻ trong vòng tròn hơn đấy. Này này Ruby. Này, uống gì vậy? Mình sẽ lấy. Cậu sẽ giống như vậy à? Bị xúc phạm đấy. Không sao, không sao. Cậu biết đấy, mình đâu giống kẻ điên, tâm thần, lập dị hay cả giết người hàng loạt. Ai nghe giọng nói hay gì được chứ? Tốt cho cậu thôi, điều đó tốt mà. Vâng, mình. Giọng nói của mình chỉ nói mình hãy làm tổn thương bản thân mình. Vậy nên cậu rõ rồi đấy. Mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bởi vì mình nghĩ cậu xinh đẹp. Ấn tượng thật sự đấy. Ý mình là, nghiêm túc mà nói, cậu giống như thứ hấp dẫn nhất mà mình từng nhìn thấy. Có phải cách này hiệu quả với mọi người không? Mình không biết nữa. Mình chưa bao giờ thử nó trước đây cả. Đúng thế, ừ. Và đánh giá bằng phản ứng của cậu, mình sẽ không bao giờ nói lại lần nữa. Mình hứa. Ồ, đây rồi, cậu đã cười rồi. Mình cười cậu đấy, không vấn đề. Cười là cười thôi, giờ cậu phải gặp mình. Mình là Gus. Chào cậu, mình là Ruby. Ruby. Ồ, đương nhiên, đó là tên cậu rồi. Mình có thể mua đồ uống cho cậu không? Mình đã mua đồ uống của mình rồi mà. Là nó sao? Cảm ơn các bạn. Với bài hát tiếp theo, chúng tôi muốn các bạn bỏ hết đồ công nghệ của các bạn xuống và dừng suy nghĩ trong một giây. Bài hát này rất đặc biệt. Thực ra nói về một cô gái trong khán phòng. Thực ra là bạn gái tôi. Bài hát có tên Không Ai Biết Tên Em. Nhưng anh biết tên em, Ruby à? Ồ, khỉ thật, mình đã không nên biết. Này Ruby. Gus, cái quái gì vậy? Bệnh phải không? Vâng, nhưng ý mình là như thế nào? Ồ, cậu để mình lo lắng về điều đó đấy. Nhảy vào đi. Không được, mình đang đi về quê. Ừ, ở đâu vậy? Ở Connecticut. Mình đang trên đường đi đến nhà ga của Grand Central. Ô, điên thật gì chứ. Cậu muốn đi tàu hơn là đi với mình sao? Không, đương nhiên là không. À, mà cậu có chở mình về quê sao? Giờ mình sẽ đi Connecticut đấy. Vì cậu sẽ chở mình tới Connecticut. Đúng thế. Vậy thật sự cậu chở mình đến Connecticut ngay bây giờ sao? Đúng thế. Ý mình là cậu biết là mình chưa bao giờ cắp xe trước đây cả. Và mình thấy đường mở rộng là tốt. Mình không biết nữa. Đại loại như bỏ trốn, cậu biết đấy. Cậu vừa mới nói là ăn cắp xe sao? Đúng thế. Giờ mình đang ở trong một chiếc xe ăn trộm sao? Đúng thế Gus, cậu điên rồi. Đợi đã, dừng lại. Gì cơ? Ôi không, nhìn đi. Gì vậy? Ôi, ôi anh bạn. Ôi, mình ghét điều đó. Một con nai đã không lo lắng về những chiếc xe. Làm sao nó biết được? Cậu có nghĩ thật tệ nếu mình chụp một tấm hình không? Mình nghĩ nó phiền đấy. Không, ý mình là có thiếu tôn trọng không đấy mà.
Vậy giờ chúng ta làm gì? Cậu thật kỳ lạ. Vậy mẹ cậu thế nào? Chúng ta đang đi đâu thế? Chúng ta đang đi đâu? Ồ, chúng ta đang đi đến nhà của Logan, bạn của mình. Logan, mình có biết cả đó không? Ờ, mình không biết nữa. Có thể cậu đã gặp cậu ấy rồi đấy. Anh ấy là một nhạc sĩ, anh ấy rất tuyệt và hơi kỳ lạ một chút. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Vâng, cậu và mấy chàng nhạc sĩ của cậu. Mình chỉ đóng vai người thổi sáo, vậy nên. Ồ, mình đang xăm cho anh ấy. Ờ, thật rắc rối. À, đó là tam giác này với những kho báu bên trong. Ừ, thật là ấn tượng. Cậu xăm hình phải không? Đúng vậy, đó là công việc của mình. Nó giống như đam mê của cậu. Cậu thật may mắn vì cậu có đam mê. Thật tuyệt vời khi cậu có đam mê. Khi nào thì cậu sẽ để mình làm cho cậu? Không đời nào. Cậu làm mình sợ quá nhiều rồi, cậu biết chứ. Ôi chúa ơi, anh chàng biệt chứng sợ hãi điển hình. Vâng. Này, cậu vẫn cùng gã đó sao? Tên cậu ấy là gì vậy? Bọn mình chia tay rồi, thật sao? Mình rất tiếc khi biết điều đó. Ồ, gì đi nữa, mình không đâu. Anh ta là đầu điểu. Tất cả đàn ông đều là đầu điểu. Mình sẽ thành một người đồng tính nữ. Mình muốn thấy điều đó. Nghiêm túc quá, mình thích đấy, đúng thế. Vậy Ruby đang cô đơn à? Công việc giúp việc gia đình cũ có hiệu lực đầy đủ. Cậu biết không, mình phải nói rằng mình hơi bối rối. Cậu đã không gọi báo cho mình. Gus, chúng ta là bạn bè là thế đấy. Thật sao? Đừng, dừng lại đi. Khỉ thật. Cậu ổn chứ? Ừ, mình ổn, mình khó chịu. Cậu ổn chứ? Cậu sẽ chết sao? Được rồi, cậu sẽ chết sao? Mình ổn mà. Khỉ thật, Gus. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có nên gọi xe kéo không? Cậu thật ngớ ngẩn, ta không thể gọi về chiếc xe ăn cắp được. Nó là chiếc xe ăn cắp đấy. Cậu không nghe mình nói sao? Cậu không thể gọi chiếc xe ăn cắp được. Mình đang gọi Logan, có lẽ ai đó sẽ có thể đón chúng ta. Được rồi, trên Mars Quest còn bao nhiêu dặm nữa? Thật tuyệt, mình không có tín hiệu nào cả. Phỏng chừng đi, mình nghĩ cậu thấy nó lần cuối bao nhiêu dặm. Xa đấy Gus, khoảng 15 dặm. Khỉ thật, được rồi. Mình nghĩ chúng ta sẽ đi bộ. Mình sẽ không đi bộ 15 dặm đâu. Cậu biết không, cậu thật sự là một tên khốn đấy Gus. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì và cậu đã không làm. Vâng vâng, mình biết, đó là vấn đề của mình, được chứ, gì nào. Vâng, mình không làm bất cứ điều gì cả, được chứ. Được rồi, không không không, đừng trách bản thân mình nữa. Mình mới là người khó chịu đây này. Mình đã nên bắt tàu đi, mình đã không nên lên xe của cậu. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên gặp những người khác rồi sao? Cậu đúng là đầu khỉ gió. Vì thế mình đã nói rồi. Ôi chúa ơi, thật sao? Đừng nữa chứ. Được rồi. Cậu biết gì không? Cậu đừng chết được không? Vì mình thật sự không muốn một mình nơi hoang vắng này đâu. Cậu sợ cô đơn, còn mình sợ sự ràng buộc. Được rồi, chỉ đừng cố gắng nói chuyện. Chỉ cố gắng đừng chết nhé. Được chứ? Cậu ổn chứ? Vâng, mình ổn. Mình ổn. Mình ổn. Cậu bị xuyễn từ khi nào? Có phải cậu bị từ nhỏ không? Mình không biết, mình đã làm tổn thương cổ gần đây. Có lẽ đó là lý do, mình không biết nữa. Còn bao nhiêu dặm nữa? Chắc 12, ít nhất 12 dặm. Quỷ thật. 12 dặm. Thật thông minh. Đó dường như là điều thực sự thông minh để làm với bệnh xuyễn của cậu đấy. Vâng, biến đi.
Cậu đang làm gì vậy? Cậu nghĩ mình đang làm gì? Đi bơi sao? Cậu điên thật. Vậy sao? Cậu sẽ không bơi chứ? Vâng, có chứ. Cậu sẽ xuống à? Tuyệt đối không đâu. Mình sẽ không bơi đâu. Ồ thôi nào, nó sẽ lãng mạn lắm. Ồ nó sẽ lãng mạn, cậu nói như cởi quần vậy. Đúng vậy, nhanh nào, không đời nào cậu chắc chứ. Mình sẽ không bơi đâu. Ôi chúa ơi Gus, cậu khùng quá. Ôi chúa ơi. Ôi nhanh nào, xuống đi. Nó quá lãng mạn với mình. Ôi chúa ơi, cậu tới hay gì nào? Mình đã nói mình không biết bơi mà. Được thôi, tốt rồi, lạnh muốn chết. Ôi chúa ơi, này, ít nhất hãy bỏ biểu hiện đó trên gương mặt cậu đi. Cậu trông như một tên điên vậy. Được rồi. Đi rồi sao? Đi rồi, cậu tốt đấy. Được rồi, đưa áo khoác cho mình đi. Không đời nào, đưa cái áo khoác của cậu cho mình đi. Mình sẽ không đưa nó cho cậu đâu. Đưa cái áo khoác của cậu cho mình đi, cậu bị điên sao? Ồ, mình sẽ cần. Đưa cái áo khoác của cậu cho mình đi, không. Thôi nào. Thôi nào, ngay bây giờ. Gus. Ồ vâng. Gus, what are you doing? Gus, cậu đang làm gì vậy? What the fuck, Gus? Cái quái gì vậy Gus? Chuyện riêng tư thôi. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đó là thuốc phiện sao? Không, nó là bánh mì kẹp với cà tây. Cậu sẽ làm gì với cái đó? Mình sẽ ăn nó, cậu nghĩ sao? You're on heroin, Gus? Cậu đang dùng thuốc phiện sao Gus? Đúng thế, thỉnh thoảng thôi. Cậu dùng thuốc phiện trước mặt mình sao? Xung quanh chỉ toàn là rừng. Cậu quan tâm làm gì? Cậu đập kim ở trong tay cậu suốt à? Có gì khác biệt chứ? Ồ. Tới đây. Này. Này, tới đây đi. Nhanh nào. Cậu ổn chứ? Ừ. Nó cảm giác như thế nào? Cậu thật tuyệt. Đó là một ma sói thật sự. Nó có ý nghĩa gì vậy? Mình không muốn nói đến ý nghĩa hay gì cả. Được rồi. Ma sói đó thật đáng sợ. Mình thích nó. Mình thích vì nó đáng sợ với mọi người. Đúng vậy. Nhưng với mình nó như một thiên thần hộ mệnh, hoặc một con chó bảo vệ, hay cái quái gì đó. Cậu quá đáng với mình quá đấy. You swim my way, girl, I've got no chance, nothing to say, girl, but stay here. Cậu có bao cao su không? Gì cơ? Bao cao su ấy? Khỉ thật, không có. Cậu nghĩ mình, chuyện này sẽ xảy ra sao? Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Mình biết điều mình nghĩ chúng ta nên làm. But if only you could see my shadow crossing your path.
house. It won't be the last day. You are my baby. Cậu đang đùa mình sao? Gus? 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 Yeah. Ừ. Này, cậu đang ở đâu? Chúa ơi, cậu nghĩ mình sẽ ở đâu? Mình đang đi vệ sinh được chứ? Ấn lạnh quá đi. What about toilet paper? Giấy vệ sinh thì sao? I'm using a fucking leaf. Mình đang dùng một cái lá đây này. Eo ơi. Okay, how much longer? Được rồi, còn bao lâu nữa? I don't know. My phone không biết, died. Điện thoại của mình hư rồi. Ôi, điên mất. You remember how to get there? Cậu nhớ đường đến đó như thế nào chứ? Ờ, hy vọng thế. Oh, do you know the way? Ồ, cậu có biết đường không? No, không, I don't know. Mình không biết. I've never been there. Mình chưa bao giờ tới đó bằng chân cả. Được rồi, khỉ thật, làm ơn đi. Còn bao lâu nữa vậy? Ôi mẹ ơi, bọn con đến chưa? Im đi. Chỉ cần im đi thôi, mình không biết. Mình không biết, chắc là vài giờ, 5 dặm nữa. Vài giờ sao? Này, tối qua chúng ta đã làm việc đó phải không? Im đi, mình tốt không? Nghiêm túc đi Gus, điều đó chỉ một lần thôi. Chúng ta là bạn bè thôi, đừng có yêu mình đấy. Vâng, cậu ước đi. Và đừng có nói với ai cả. Mình sẽ nói với ai chứ? Nhưng suy nghĩ nghiêm túc thì tốt đúng chứ? Phải không nào? Đường nào đây? Trái hay phải? Mình không biết nữa. Trái? Trái sao? Anh bạn, cậu có thể làm ơn đợi mình được không? Có sỏi trong giày mình. Cậu có sỏi trong cái đầu quái quỷ của cậu đấy. Đó thật sự là một câu vui đùa đấy Gus. Nghiêm túc đi, đợi mình. Oh, you know what? What? Ồ, cậu biết gì không? Gì? Đây là gì vậy? Nó trong giống xe của bạn mình. Mình nghĩ thế. Được rồi, cảm ơn Chúa. Mình không biết có tin vào Chúa không, nhưng có lẽ chúng ta đến nơi rồi. Việc này đúng là đã diễn ra trong suốt thời gian đó. Mình biết thời điểm đó. Cậu biết thời điểm đó không? Mình biết thời điểm đó trong cuộc đời, đúng vậy. Ồ, mình thích cậu giữ được cánh của mình đấy. Vâng. Mình luôn tưởng tượng mình có được cánh. Cậu hoàn toàn thấy dường như cậu có thể bay ra khỏi bồng tắm. Mình biết. Đây là những gì đó nói ư? Nó từ một bộ phim cũ của Pháp. Người Paris sao? Nó trông lâu rồi, đúng thế. Cậu có biết ai có thể mua cho chúng ta ít thuốc không? Có, anh chàng gần nhất. Ôi Chúa ơi, cậu phải gặp anh ta mới được. Anh ấy sống trong căn nhà gỗ, anh ấy xây ngay gần đây. Vâng, anh ta đã bỏ học vào lúc 16 tuổi, tuyệt đấy. Anh ta chơi nhạc toàn thời gian. Ồ, mình biết gã đó. Cậu biết anh ấy sao? Ý mình không phải trực tiếp gặp mặt. Anh ấy là ca sĩ chính của nhóm The Order đây. Sao cậu không nói gì với mình? Mình đã nói với cậu anh ấy là một nhạc sĩ rồi mà. Cậu sao ổn chứ? Ừ, Logan, thật tuyệt. Ôi Chúa ơi, anh ta đang tới sao? Logan, Ruby. Này, ôi Chúa ơi. Cảm ơn em rất nhiều vì em đã đến nha. Em thế nào? Anh không biết đâu. Bọn em đã bị một tai nạn xe và bọn em đã phải đi bộ đến đây. Em bị tai nạn xe sao? Vâng.
Em ổn chứ? Bọn em đã đi bộ 15 dặm. Không, em đã đi 15 dặm, sao không gọi anh? Em đã gọi, điện thoại di động của em không có tín hiệu. Chiếc xe được ăn cắp, vậy nên. Gì chứ? Em ăn trộm xe sao? Em không có ăn trộm xe, tôi đã ăn trộm chiếc xe, tôi chẳng có gì phải làm với nó cả. Được rồi, không sao, xin chào. Xin lỗi, đây là bạn em Gus. Chào anh bạn. Tôi phải nói rằng tôi rất thích nhạc của anh đấy, anh bạn. Đó là, khi tôi lớn lên, nó là âm nhạc cho cuộc sống của tôi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh bạn. Ôi giờ tôi cảm thấy già thật rồi. Xin lỗi, anh đang đóng băng. Anh sẽ quay vào trong lại, nhưng cứ tự nhiên nhé. Có thức ăn và đủ đằng kia đấy. Anh rất vui khi được gặp em. Vâng, và gặp cậu. Cậu trông giống như Miss Jagger. Tôi thích anh đấy anh bạn. Tôi thích cậu. Cậu là tên trộm xe của cô ấy. Nó giống như cuộc sống thật. Tội trộm cắp xe ô tô ở đây. Bình an nhé. Lát nữa chúng ta sẽ gặp. Thú vị đấy. Được rồi, việc đó thật đáng xấu hổ. Có chuyện gì với cậu vậy? Không có gì đâu anh bạn. Cậu hành động như một người hâm mộ vậy. Mình không thể cảm kích được. Mình không được cảm kích âm nhạc sao? Hãy giữ nó cùng nhau được chứ. Con ổn? Ồ vâng. Không, con để mất điện thoại rồi. Con nói với mẹ rồi, bố là một tên khốn. Nó không phải là vấn đề của mẹ. Mẹ đã có đủ những thứ cần lo lắng rồi. Ồ, con đang ở Connecticut. Con không biết. Chỉ là mong muốn nhất thời thôi. Con đang ở chỗ bạn. Không, mẹ không biết cô ấy. Tên cô ấy là Ruby mẹ. Cô ấy chỉ là một người bạn. Vâng ạ. Không, con sẽ có. Con sẽ có thể ở lại đây tối nay. Này mẹ, con thật sự không thể nói lúc này. Được chứ? Vâng, con cũng yêu mẹ. Được rồi, tạm biệt mẹ. Đúng là một tên khốn. Vậy cậu làm gì? Nếu cậu không phiền, cậu hỏi của tôi. Tôi làm việc tại Taco Bell. Cậu ấy là một diễn viên. Không, tôi bỏ diễn xuất rồi. Cậu ấy không làm tại Taco Bell. Đúng thế, tôi không làm ở đó. Nhưng những chiếc bánh taco khi cậu làm loạn lên. Cậu biết đấy, không có gì tốt hơn cả. Chúa ơi, tôi thích Taco Bell. Vậy có cái quái gì với mấy cái đậu phụng quái quỷ này phải hả anh bạn? Khỉ thật. Không cần phải hung hăng về đâu. Em xin lỗi cho bạn em. Cậu ấy đã có 48 giờ khó khăn. Ồ, tôi thật sự thích cách thể hiện đó đấy. 48 giờ đầu. Cậu biết đấy, khi họ... Ở đây như thế có một tên tội phạm mà họ đang cố gắng theo dõi trong những vụ giết người và điều gì không thể. Nó thật sự tốt họ thì. Mọi người luôn từ bỏ suy nghĩ. Cậu biết đấy. Cảm ơn đã chia sẻ. Có trợ cấp. Cậu đến nhà hàng xóm. Và họ đủ tốt để nấu cho cậu bữa ngon. Và cậu làm gì? Cậu xúc phạm nó. Cậu xúc phạm chúng tôi. Cậu có thể đang nghĩ giờ tôi sẽ đi theo cậu đúng chứ? Có thể đã quá lo lắng, tôi sẽ nhảy qua đống lửa và đâm cái này vào cổ cậu đúng chứ? Ồ, sai rồi. Cậu biết tại sao không? Cậu chỉ là một con người. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Đó là bình thường. Những cảm xúc rất bình thường. Kể từ khi tôi gặp Lily, đó là một cách thức tỉnh tâm linh. Cậu biết đấy, ngày lại ngày, giống như cậu ăn vào cơ thể, nó rất quan trọng. Vâng, nhưng tôi thật sự nhớ thịt, tôi đã như thế. Vậy anh và Lily đang cùng nhau sao? Điều đó đúng chứ? Không, chúng tôi là bạn, hoàn toàn là bạn. Ồ, nhưng cô ấy là giáo viên yoga của tôi, và Karen là giáo viên của tôi. Không, anh ấy là giáo viên của tất cả chúng ta. Và món đậu phụ ngon này là một phần phương pháp của anh ấy. Tôi yêu đậu phụ. Tôi không nghĩ mình sẽ thích, nhưng cấu tạo là khác nhau. Không thích món ăn. Nhưng không ai bị tổn thương từ nó cả. Cậu không bị nghẹn vì nó. Động vật yêu thích của cậu là gì? Con vật tinh thần hay chỉ là động vật yêu thích nói chung? Tôi thật sự không. Tôi biết, nhưng Polycarp, đó là tất cả của các cậu. Chớp sẽ viết nó ra và cậu không viết nó ra. Cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ mình cảm thấy rất thư giãn.
Thật sao? Mình không cảm thấy bất cứ điều gì cả. Max! Chào Bree, cái quái gì vậy? Cậu ở đây suốt thời gian này sao? Ừ, ôi chúa ơi, mình đã không thấy cậu, mình biết. Mình bị ném và bị ngất đi. Giờ mình không thể tìm được cái mũ rơm của mình. Cậu có thấy nó không? Không, xin lỗi. Chiếc mũ rơm của mình, cậu có thấy nó không? Chúng tôi sẽ cho cậu biết nếu chúng tôi nhìn thấy nó. Cậu có thấy cái mũ của mình không? Có ai đã thấy chiếc mũ của tôi không? Một chiếc mũ rơm, khỉ thật, cậu biết không? Tôi đã để chìa khóa của tôi trong chiếc mũ và tôi không thể rời đi nếu không tìm thấy chiếc mũ của mình. Nó giống như, ồ, tôi luôn làm điều này. Cái nón quái quỷ của cậu ấy. Mọi người chỉ nói chuyện và nói chuyện. Không ai nói chuyện quái gì cả. Mình ước mình có một ít tiền để mình có thể có một ngôi nhà như thế này bên ngoài thành phố. Ngoài này rất nhiều côn trùng, mình ghét chúng lắm. Toàn bộ tài sản là hư ảo. Mình nghĩ mình thật sự không quan tâm nhiều về tiền bạc. Mình biết về cậu và Logan. Gussie. Tệ quá, cậu không thể hát. Cậu đã có thể là một ca sĩ nhạc rock tuyệt vời. Con khỉ này được chứ. Và đó không phải là vấn đề của mày. Anh chàng kém cỏi. Đúng là một linh hồn xa đọa mà. Ruby. Này. Ruby. Gì vậy? Ồ. Mình nghĩ mình có thể đã yêu cậu. Thật sao? Mình không biết nữa, có lẽ vậy. Có gì khác biệt chứ? Cậu đang quan hệ với anh chàng này. Mình không quan hệ với anh ấy. Ồ thôi nào mình. Này các bạn, xin lỗi vì làm gián đoạn. Nhưng tôi sẽ đi hút điếu thuốc. Tôi cảm thấy một chút không thoải mái. Xin lỗi anh bạn. Tôi đã không biết hai người đang ở cùng nhau. Chúng tôi đâu có. Được rồi. Cậu muốn gì ở mình? Mọi thứ. Mọi thứ sao? Ồ, ít nhất cậu là người trung thực. Chúng ta hãy tạo ra những đứa trẻ. Được không? Có một gia đình. Và một chút kiểu như bắp cải chạy quanh thành phố. Sự hòa quyện giữa cậu và mình, điều đó sẽ thật tuyệt.
Gus, cậu ở quá cao rồi đấy. Quên nó đi, đừng lo lắng. Dù sao thì cậu cũng có quá nhiều hình xăm để làm mẹ. Mình chỉ đùa thôi. Dù sao thì những đứa trẻ dở hơi sẽ đi ra cùng những hình xăm vớ vẩn. Chúc mừng năm mới. Đưa cho tôi một trong những cái quái đó đi. Đó là cái cuối cùng của tôi. Ồ. Cảm ơn. Ôi, anh có bật lửa không? Tôi là điều may mắn. Cậu là một sự lãng phí. Giờ thì sao? Giờ thì sao? Tôi không biết. Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đánh nhau. Ý tôi là tôi không muốn đánh nhau. Tôi không muốn đánh cậu đâu anh bạn ạ. Đó là điều những người đàn ông làm trong tình huống như thế này. Họ đánh nhau. Tôi thì không. Tôi không phải người giỏi đánh nhau. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể lôi tóc anh hay gì đó. Đừng có lôi tôi. Đừng có làm như thế. Tuyệt. Ồ, hãy đồng ý là người không đánh nhau sau đó. Đó không phải là một cách tốt để kết thúc một bữa tiệc. Cậu biết chứ. Tôi không muốn đánh anh đâu. Được rồi, tốt. Tôi còn không biết tại sao chúng ta sẽ đánh nhau nữa. Vì cô gái này. Ồ vâng, cô gái ấy. Ruby rất đặc biệt. Đánh nhau vì gái ấy mà. Ngày mai cô ấy sẽ xăm cho tôi. Dù việc gì xảy ra cho chúng ta, nó sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc ít nhất đến khi tôi chết, cậu biết đấy. Và cơ thể của tôi phân hủy. Gussie, cậu có đang nghĩ về cô ấy không? Vâng, giờ thì có rồi. Hay cậu đang nghĩ về bản thân mình? Làm ơn đừng diễn thuyết nữa. Mày nghĩ họ đang làm gì? Mày nghĩ họ đang làm gì trong đó? Này, tuyệt, ta không thể làm mày im lặng. Và khi tao hỏi mày một câu hỏi, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, Gus. Ngày xưa có một tên du côn trẻ tuổi. Người nghĩ mình là bất khả chiến bại. Người đã nghĩ không gì có thể làm tổn thương cậu ta. Và hàng ngày, cậu ta đi chiến đấu với một con rồng. Đó là một câu chuyện cổ tích rất ngu ngốc. Cậu đang nói chuyện với một ma sói điên khùng đấy. Và như thường lệ, cậu mất điểm. Giờ thì hãy câm miệng lại và lắng nghe. Học gì đó để thay đổi đi. Vì vậy gã du côn này đi vào hang rồng. Và cậu ta la lên: "Này con rồng dở hơi kia, hôm nay là ngày, là ngày." Và con rồng nhìn ta và nói: "Hãy để cho rồng ngủ, Gus." Và cầu nguyện. Các bạn hãy cầu nguyện trong im lặng. Suy nghĩ về cái gì đó thật sự tươi đẹp. Và tận hưởng khoảnh khắc. Cảm nhận mặt đất nơi bạn đứng. Và hít một hơi vào.
Đây là gì vậy? Ôi, slow. Thật hoàn hảo. Tự làm chúng cho mình thì có khó không? Ờ, em đã tự mình làm cái này, nhưng những cái khác thì bạn em làm. Ồ, thật sao? Thật thú vị khi gây đau đớn cho chính bản thân mình. Thật khó để làm. Nó có phải làm khó hơn không? Em có làm đau anh không? Chào. Mình đã nói chuyện với anh Logan. Ờ, mình biết. Hầu như xong rồi. Bệnh hả? Ờ, anh thích nó. Tất cả đấy. Ờ, mình thích nó. Tất cả cho Ruby làm đấy. Làm tốt lắm. Mình thích sự tâm linh của nó. Đây có phải là một mắt ở đây, và đây là hình tam giác. Và mình thích cái tai này làm sao ấy. Giờ Shiva sẽ chấp nhận. Đó là, đúng thế, Shiva là ai? Shiva là một vị thần. Raren là người Ahuri. Ồ, nó thật sự là hình thù kỳ lạ của Ấn Độ giáo. Ờ, thật ra mình đang phát triển tay nghề của mình. Cậu biết đấy, như Auris là một ảnh hưởng rất lớn, cậu biết chứ. Vậy tối nay chúng ta sẽ làm nghi lễ này, và mình sẽ tham gia nó. Cậu đã bao giờ nhận thấy hầu như tất cả mọi thứ cảm thấy tốt là một tội lỗi không? Ít nhất là theo tôn giáo phương Tây. Cầu nguyện cho nó, anh bạn ạ. Auris tin vào điều ngược lại, rằng mọi thứ mà mình thấy tốt thì nó tốt. Này, Logan, tôi có thể hỏi anh một câu không? Ờ, tôi phải đi thăm một người bạn. Và không biết tôi có thể mượn chiếc xe của anh được không? Cậu nghiêm túc đó chứ? Vâng, đó là một tình huống khẩn cấp. Gus, cậu đang hỏi mượn xe nấy sao? Mẹ mình bị ốm, được chứ? Mình phải đi thăm bà ấy. Thật tồi tệ anh bạn. Tôi rất lấy làm tiếc. Được rồi, nếu em chở anh ấy đi thì được chứ? Ờ, chúng ta sẽ đi đâu? Cậu biết đấy, mình thực sự không cần một người trông trẻ ở đâu. Ờ, đúng vậy, mình không biết cậu sống ở đâu. Downtown Waterbury, ở đâu? Chỉ mất 84 dặm để đến đường cao tốc số 8, được chứ? Chúng tôi gọi nó là The Dirty Water. Tại sao gọi là The Dirty Water? Downtown Waterbury, Dirty Water. Mình hiểu rồi. Chúng ta làm gì vậy? Ở tiệm cầm đồ sao? Đúng thế. Được rồi, nghe này, mình phải mua cho mẹ mình một món quà, được chứ? Cậu sẽ mua cho mẹ cậu một món quà ở tiệm cầm đồ sao? Ờ, xuất sắc thật đấy, Gus. Cảm ơn. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu sẽ bỏ mình lại đây sao? Nó có an toàn không? Dĩ nhiên là không. Nhìn quanh đi nào. Ôi chúa ơi, mình sẽ giết cậu. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi. Này, gì vậy? Tôi cần cầm một số thứ. Được chứ? Chúng đây. Này, đó là đồng hồ Rolex thật đấy, được chứ? 60 đô. Đã bán. Mấy cái thẻ bao nhiêu vậy? 2 đô một miếng.
Cô bị khùng hả? Đó là Larry Johnson, Kevin McHans và Lee Alcindor. Tôi không quan tâm cái quái gì đến Lee Alcindor chứ. Đó là thẻ tân binh của Kareem Abdul-Jabbar. Cậu đưa cho tôi cái gì? Cái quái gì vậy? Gì chứ? Nhìn kẻ vô công rỗi nghề này đi. Mình nghĩ người vô gia cư là cách nói tốt hơn đấy. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình rồi tự sướng. Anh ta có thể bị bệnh ngứa. Mình sắp biến đi rồi đấy. Thôi nào, đó là một lời khen đấy. Vậy cậu đã mua gì cho mẹ cậu? Gì? Cậu đã mua gì cho mẹ cậu trong tiệm cầm đồ? Đây. Thẻ bóng chày sao? Thẻ bóng rổ. Mẹ mình đã từng đưa mình đến trò chơi Knicks khi còn nhỏ. Đó là thẻ tân binh của Larry Johnson và Lee Alcindor. Người sau đó đã đổi tên thành Kareem Abdul-Jabbar. Làm sao cô biết được điều đó? Mọi người đều biết điều đó. Nhà cậu ở đâu? Chúng ta đang đi đâu vậy? Chỉ cần rẽ ở đây là được rồi. Phải, được rồi. Chỉ cần kéo lên một chút được chứ? Ngay đây, bình tĩnh. Giờ là gì đây? Hãy đợi đây một chút được chứ? Cậu không tính bỏ mình lần nữa đấy chứ? Tại sao? Cậu yêu mình à? Mình chỉ không muốn bị hãm hiếp hay bị sát hại thôi được chứ? Chúng ta có thể đến chỗ nhà mẹ cậu và hoàn thành việc này cùng nhau được không? Hãy đợi một chút được chứ? Chỉ cần đợi thôi. Ôi chúa ơi, được rồi Gert, chúng ta nên đi thôi. Gert, chúng ta nên đi thôi. Ấn lạnh quá. Anh chàng tóc dài, có chuyện gì vậy? Cậu bị lạc cái gì vậy? Anh bạn, cái độc quái quỷ của tôi đang giết tôi đây anh bạn. Cậu có muốn ít thuốc không? Có. Cậu là cảnh sát sao? Khỉ thật, không đâu anh bạn. Tôi trông giống tên cốm lắm sao? Được rồi, cậu đang kiếm gì? Hãy cho tôi một ít bạch phiến đi anh bạn. Này thằng ngốc, nhìn quanh đi. Không có bạch phiến ở nơi này đâu. Tôi có đóng phong màu nâu đó, nếu đó là thứ cậu cần. Vâng anh bạn, thật hoàn hảo. Được rồi, anh muốn bao nhiêu? Lấy cho tôi $40 và nhanh lên được chứ. Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Cảm ơn. Cậu đang mua thuốc phiện sao? Cậu muốn dễ mình hả? Cậu sẽ nạp năng lượng trước khi chúng ta đi gặp mẹ cậu sao? Chúng ta không phải đang đi gặp mẹ cậu, phải không? Ôi chúa ơi. Mình không thể tin mình đã mua cái đống phân này. Anh chàng của tôi. Này, cảm ơn nhé anh bạn. Ôi cái thằng khốn. Gus, lại đã. Cậu mới là thằng khốn. Không, Gus. Này, Gus. Ôi, điên quá đi mất. Này mấy cậu, thấy hai người qua đây không? Này anh bạn, các anh có gì để mua không? Tôi chỉ cần một cú nhanh chóng, cậu có tiền không? Vâng, tôi có, khoảng $20, làm ơn đi. Ồ, cảm ơn. Cậu nấu ăn ở đây sao? Không anh bạn. Được rồi, tôi phải về nhà thôi. Tốt thôi. Ôi, khỉ thật. Cảm ơn Chúa. Sao cậu buồn vậy? Cậu biết không? Mình yêu cuộc sống của mình nhiều hơn đa số mọi người đấy. Hiểu chứ? Vâng, bằng tiền của người khác. Ồ, vậy thì sao? Mình là người duy nhất chăng? Tất cả những người mình biết đều là những con nghiện vớ vẩn. Thuốc lá và rượu giết chết nhiều người hơn là ma túy. Chưa kể đến những loại dược liệu quá dị. Một nửa nước Mỹ là những con nghiện. Chỉ không đóng thuế cho phân của mình thôi. Những gì mọi người quan tâm đến chính là tiền. Đây là gì? Giải quyết một cách im lặng chăng? Cậu đã nói dối về việc mẹ cậu bị ốm để cậu có thể mua ma túy hả Gus? Không, điều đó thật sự rất sai trái. Cậu không quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì cả. Những gì cậu quan tâm chỉ là ma túy. Sao cậu không đi vào quan hệ với anh chàng rõ ra đây? Ngoài sao nhặt rốc ăn chay?
Và để mình yên. Được thôi, mình thật quá ngu ngốc. Tốt, mình thật ngớ ngẩn. Cậu biết đấy, chúng ta đã ân ái nhớ chứ. Và mình nghĩ đó là thật. Và cậu đi mất để mình chạy xung quanh. Điên thật. Cậu đã ngủ thiếp đi bên cạnh mình. Gì? Cậu đã ngủ thiếp đi. Cậu gà gật khi đang quan hệ với mình. Cậu có biết điều đó là một cô gái có cảm giác như thế nào không? Ruby, nghe này, mình không quan tâm. Đó là vì ma túy. Mình không quan tâm. Khỉ thật, sao cũng được. Sao cũng được cô bé à? Sao cũng được. Cậu biết gì không? Cứ đào vàng đi. Cứ tiếp tục đào vàng đi. Xin lỗi, đào đi. Điên quá đi mất. Đào vàng đi nào cô bé. Khỉ thật cậu này, khỉ gió cậu. Mình sẽ không để mấy tên nghiện điên khùng phán xét mình đâu. Cậu đang ngồi ở đó và hút ngay trước mặt mình sao? Ồ, mình đúng là cái đào mỏ ngu ngốc. Bởi vì mình không thích. Này thật tuyệt, rất vui đấy. Mình không có tiền, mình không nghề nghiệp, không tham vọng. Và mình dùng tất cả tiền của mình vào ma túy. Tuyệt thật. Nó làm mình thành một kẻ đào mỏ ngu ngốc phải không? Sao cũng được, bé yêu à. Khỉ thật cậu này, điên thật đấy. Không có gì để làm với Logan cả. Ý mình là, ít nhất anh ta có mấy người bạn của anh ta đang ở cùng. Mình đã trưởng thành rồi Gus. Mình là phụ nữ trưởng thành rồi. Mình lớn tuổi hơn cậu đấy. Mình đang lãng phí thời gian với cậu sao? Mình đang làm gì vậy chứ? Gus. 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 Khỉ thật Gus. Gus. Gus, cậu ổn chứ? Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Gus, ra khỏi chiếc xe đi. Mình ổn. Nhanh nào chạy đi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Nếu cậu ấy không gặp nguy hiểm, cô cần điền vào các mẫu đơn và đợi nó được mình. Nghe này tôi cô không nghe tôi nói sao? Cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Cậu ấy gần như dùng quá liều trong xe của tôi. Được rồi. Cậu ấy chắc chắn có vấn đề, nhưng cậu ấy không nguy hiểm lắm. Vì làm ơn ngồi xuống và điền vào mẫu đơn. Cô à, tôi không phải chuyên gia, nhưng nó là màu xanh lá. Cậu ấy vừa mới nôn ra và đó là một màu thật kỳ lạ. Nếu tôi không có ở đó, cậu ấy có thể đã nghẹt thở và chết. Tôi nghĩ có chuyện gì đó không ổn với cậu ấy và cậu ấy cần giúp đỡ. Cô có thể mời bác sĩ được không? Đây là một cái bệnh viện quỷ quái, cô có thể gọi bác sĩ được không? Đầu tiên, đừng có lớn tiếng. Và cậu ấy đã đi rồi. Gus. Gus. Xin lỗi, Flan. Chỉ 2 phút thôi. Gus. Gus. Xin chào, có ai thấy có một người ốm vừa đi qua đây không? Vâng, đây là bệnh viện. Được rồi, hài hước thật, cảm ơn nhiều lắm. Gus. Người ốm khắp nơi. Gus. Gus. Chuyện điên khùng gì vậy? Anh bạn, cậu không thể bỏ lại mình như thế được. Mình đã tìm cậu khắp nơi, cậu cần một bác sĩ. Nhìn đi, mình ổn mà. Cậu không ổn chút nào cả, cậu vừa mới nôn trong xe đấy. Tệ thật. Mình ổn mà. Trung thực mà nói thì mình ổn. Thật tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Nó giống như thời xưa, thậm chí như một giờ trước. Thật không tin được. Nó không biết gì cả. Nó hoàn toàn tinh khiết. Cậu có nghĩ rằng chúng ta được sinh ra là một cách nhất định?
hay cuộc sống tạo nên chúng ta là ai không? Cậu bé đó thật xấu xí. À, cậu biết đấy, những em bé xấu xí cũng cần được yêu thương. Đi nào. Đó là khoảng thời gian quái quỷ. Rất vui vì cậu có thể làm được. Vâng, xin lỗi, tôi đến trễ. Lời xin lỗi được chấp nhận. Đó là gì vậy? Thịt đấy. Đó không phải là thứ cậu muốn sao? Em không thể, xin lỗi. Em không có ý bất kính, nhưng em có thể đi được không? Được thôi, Lily. Shiva nhấn mạnh về ý chí tự do mà. Vâng, nhưng cái này là quá nhiều. Đương nhiên. Cậu thích một con sư tử hay một con sóc? Người Anogi cổ đại tin rằng đó là cách tốt nhất để tôn vinh Shiva, và nguyên tắc của thần là ăn thịt con người. Im đi. Đó là sự thật. Cô si. Ồ, nếu cô ấy muốn đi chơi với những người ăn thịt điên rồ kia, thì hãy là vị khách của tôi. Tôi chắc điều đó tốt cho bệnh viện của cậu. Biến đi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tránh xa tới mức có thể những cảnh thấp kém. Xa thật xa. Hầu hết tất cả đàn ông đều theo đuổi niềm vui với sự vội vàng, và họ nhanh chóng đi qua nó. Hãy kể Kierkegaard ra khỏi chuyện này được chứ? Anh ấy không có gì phải làm với nó cả. Điều đó có nghĩa là chậm lại. Đó không phải là ý chí của tôi. Không không, tôi là tên nghiện dở hơi được chứ. Để tay cậu nơi nào tôi có thể thấy chúng. Thưa anh, hãy để tay cậu trên vô lăng. Được rồi. Họ không biết sự thật thật sự. Họ không biết sự thật thật sự.
Obama ở trong Nhà Trắng. Tôi ở trong tù. Ừ, một nhà tù quái quỷ. Này cậu, cậu có biết sự thật thật sự không? Đó là gì vậy ông bạn? Cậu có bầu cho Obama không? Không, tôi không có bầu. Cậu biết không, Obama đã cố ăn trộm tất cả tiền từ người Mỹ bản địa đấy. Đó là bản chất của ông ta đấy. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi đã có một trang web nói lên sự thật. Tôi phải nói sự thật ngoài kia. Và trang web của tôi đã bị hỏng. Tôi thì đang ở trong tù. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi là người Arawak. Và chúng tôi còn bị nợ 2 triệu đô. Cậu có nghĩ gã da đen sẽ đưa cho chúng tôi 2 triệu đô không? Cậu biết đấy, tôi ghét phải nói điều này. Nhưng nếu ai đó không trả cho chúng tôi, ai đó có thể làm cho ông ta ra đi. Bởi vì đó là một số tiền lớn. Tiền, tiền. Cậu biết đấy, đó là tất cả những gì khi kết thúc một ngày. Và đó là một phần điên khùng về nó. Chúng tôi cần tiền chỉ để chúng tôi có thể sống ở nơi nào đó, nơi tiền không thành vấn đề. Cậu có nghe tôi nói không vậy? Này, cậu có nghe tôi nói hay không? Hay tôi đang nói với chính mình vậy? Tôi đã hỏi cậu đấy, tên khốn. Gosh again. Vui lòng quay lại 3 bước. Thêm một chút nữa. Chúng ta đang đi đâu vậy? Chỗ quay lại phía sau kia mà. Ta đâu có đưa con quay lại thành phố trong hình dáng hiện tại của con. Ông đang đưa tôi đi đâu vậy? Tới chỗ mẹ con. Ta không biết nữa, Gus. Cậu biết đấy. Cậu biết đấy. Một số chỗ thuộc về dòng dõi, con phải chịu một chút trách nhiệm, chỉ một chút. Ồ, bỏ cái đó ra đi. Con là một người nghiện bố à, được chứ? Vâng, nhưng con phải, ta cá với con như vậy. Ta cá là con như vậy. Bỏ tay bố ra khỏi con đi. Để ta xem cái này. Bỏ cái tay của bố ra khỏi con đi. Làm sao đó là như vậy? Làm sao con có những cái này? Con có chúng đi chơi bóng rổ đấy bố. Được rồi, giờ con muốn trả lời ta một cách trung thực chứ? Không, đương nhiên là không. Bởi vì con thậm chí không nghĩ ta vừa mới cứu con khỏi địa phận ma túy và lái chiếc xe ăn cắp. Con biết không, con may mắn đấy. Ông ấy không ép buộc.
Ta không, không phải một đứa trẻ có bố mẹ ly dị thì kết thúc là một kẻ nghiện ma túy. Con đã quyết định làm việc đó, đó là con. Con đang giết chết mẹ con. Khỉ thật chứ, từ khi nào ông quan tâm đến bà ấy? Ta chưa bao giờ ngừng quan tâm mẹ con. Ồ, đừng nói chuyện tào lao nữa đi. Lần gần nhất bố tới thăm bà ấy là khi nào? Hãy cho con biết. Lần gần nhất bố đến thăm mẹ là khi nào? Lần gần nhất bố gọi điện cho mẹ là khi nào? Lần gần nhất bố kiểm tra để biết mẹ có ổn không là khi nào? Bà ấy là vợ cũ của ta chứ đâu phải là vợ ta hiện tại. Bà ấy chỉ có một mình và bố thậm chí không quan tâm đến. Con có thể mượn ít tiền được không? Chắc rồi. Chắc rồi. Ta sẽ đưa nó ra khỏi hư hại với chiếc drone. Con biết đấy, con vừa mới bỏ nó lại trong rừng. Gus, con thậm chí không gọi một cuộc nữa. Con thậm chí không. Con đã bao giờ nói với ai chưa? Chuyện gì? Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Vào chứ? Không. Không, Gus. Ta sẽ không vào đâu. Bố, ý con là bà ấy đang ốm. Và đó có thể là lần cuối cùng. Cho tôi hỏi vài điều. Con sẽ vào đó cho bà ấy tình yêu hay sự hỗ trợ chứ? Hay con chỉ vào đó để lấy tiền của bà ấy? Cả hai. Hôm nay là một ngày tốt. Bà ấy sẽ hạnh phúc khi gặp con đấy. Ồ, ta rất vui khi được gặp con. Hãy gọi ta nếu con cần nhé. Ừ, Gus của ta. Ừ, con có mùi thuốc lá. Vâng, bố hút trong xe. Ông ấy không muốn vào hả? Vâng, ông ấy đã muốn vào. Nhưng con nói với ông ấy đi đi. Suy nghĩ tốt lắm. Ta sợ Gus à. Mẹ, làm ơn hãy cứ thư giãn đi được chứ. Cindy nói mẹ đang làm tốt. Cô ấy nói cơ thể của mẹ đều tốt. Vì nên mẹ hãy ngừng làm mình căng thẳng đi được chứ. Cindy biết gì chứ? Cô ấy không biết gì cả. Mẹ, mẹ biết bản thân mình như thế nào mà. Giờ ta không thể đối phó được, hiểu chứ? Này, mẹ nhìn đi. Con mua cho mẹ một món quà này. Con có nên không? Quà sao? Vâng ạ. Ừ, ta thích món quà. Nhìn này, đây là thẻ bóng rổ. Ồ, đó là Larry Johnson. Ôi, cảm ơn con. Và đó là thẻ tân binh của Leo Alcindor. Đúng rồi, vâng, Kare. Kare, vâng, Seahood. Seahood, Seahood. Mẹ nhớ lần mẹ đưa con đến trò Nice lúc con còn nhỏ chứ. Làm sao mẹ có thể quên được? Con bắt mẹ đưa về sau 15 phút đầu tiên. Mẹ này lúc đó con 5 tuổi. Mẹ đã trông chờ điều gì vậy? Con đang ở đây đúng chứ? Vâng, đương nhiên rồi, đương nhiên. Tối nay thì sao? Tốt, chúng ta sẽ đi chơi. Con tự hỏi con biết con có thể mượn xe một chút được không? Ta cần chiếc xe ở đây phòng trường hợp ta phải quay lại bệnh viện. Mẹ sẽ ổn thôi, phải nhìn đi. Mẹ không thể lấy xe hàng được. Ta đã bán xe hàng rồi. Mẹ đã bán xe hàng là sao? Sao mẹ lại bán xe hàng? Tại sao lại cần hai chiếc xe? Con đã từng đi đến trường trong chiếc xe đó. Vì con, mẹ vì con. Ít nhất con có thể dùng xe mô tô chứ. Chiếc xe mô tô đó quá nguy hiểm. Mẹ chưa bán nó, phải không mẹ? Không, ta đang bán nó rất nguy hiểm. Ôi chúa ơi, con đã từng lái nó suốt đấy. Con nhìn rất tuyệt khi ở trên chiếc xe đó, nó quá nguy hiểm. Con sẽ đi đâu vậy? Con có cuộc hẹn với định mệnh của con. Ai? Cô gái con gặp ở Radis. Tên cô ấy là định mệnh. Mẹ biết không, cô ấy là người Cộng hòa Dominica. Cô ấy có đôi mắt xanh, có mông dễ thương nữa. Mẹ biết không, cô ấy có ngực khủng nữa. Ngực lớn sao? Hy vọng mẹ thích bộ ngực lớn. Đúng thế, ta yêu bộ ngực lớn. Ồ, cô ấy yêu con. Suy nghĩ nghiêm túc đấy mẹ à. Con có thể mượn một ít tiền cho bữa tối được không? Có thật sự cho bữa tối không, Gus? Đúng à, Gus, thật sao? Mẹ à, sao không tin con có cuộc hẹn vậy? Bởi vì con vẫn chưa tắm. Ta không thể tin con đang đi hẹn hò. Ôi chúa ơi mẹ, nhìn vào mắt mẹ đi. Tại sao Gus? Ta muốn chắc rằng con đang nói sự thật. Nhìn vào mắt mẹ đi nào. Mẹ, hãy nhìn vào mắt mẹ.
Cảm ơn. Phải không? Mẹ thấy chứ, chỉ là... Ừ, lấy ví ra được rồi. Mang nó qua đây. Vâng ạ, qua đây Gus. Vâng, mang nó qua mẹ. Gus, mang nó qua đây. Được ạ. Đây, con lấy 40 đô. Đó là 20, 20, 10. Được chứ? Con sẽ bỏ cái ví lại. Cảm ơn con. Xong rồi, cảm ơn mẹ. Con nói lại tên con bé đi. Là con gái tên Ruby. Con đã nói với mẹ rồi. Ồ, vâng, Ruby. Ta nghĩ con đã nói con bé chỉ là bạn của con mà. Vâng, cô ấy đã nghĩ cô ấy. Vâng. Nhưng giờ con yêu cô ấy. Này, chuyện gì vậy? Cậu đang đợi mình sao? Đừng có hy vọng hảo nữa. Tại sao? Cậu không vui khi gặp mình sao? Không, không phải như thế. Ừ, nghe như gì đó. Chúng ta có nên nói chuyện không? Mình nghĩ thế. Khỉ thật. Nghe như một ý kiến khủng khiếp. Mình không đến đây vì chuyện lớn lao. Vậy cậu đến đây vì điều gì? Ruby. Mình có lẽ đang yêu cậu. Đừng. Ồ, đừng gì cơ. Này. Đừng làm việc này khó hơn cho mình. Đó là vì Logan sao? Không. Không phải là về Logan. Mà là về mình. Và mình đã nói với anh ấy điều tương tự. Mình cần được một mình. Mình không bao giờ một mình. Mình chưa bao giờ một mình. Và thật khó. Thật khó để thay đổi khuôn mẫu. Mình cần được lớn lên. Vì vậy có lẽ anh ấy có thể dạy cho mình điều đó có ý nghĩa là gì. Đợi đã. Cậu đang rời đi sao? Có gì khác chứ? Đây là cách cậu rời đi sao? Mình phải làm gì đây? Mình không biết. Đến đây ôm mình đi. Khỉ thật. Được rồi, tốt thôi. Này, nếu mình có thể từ bỏ thì sao? Nếu mình từ bỏ thì sao? Cậu biết đấy. Mình có thể. Mình vẫn còn trẻ.
Mình chỉ đang thử nghiệm thôi. Ý mình là mình chỉ là một tên nhãi thôi. Cậu biết đấy, mình có thể. Ruby à, cậu biết đấy, cậu có thể giúp mình. Vì cậu mình có thể dừng lại. Gus, nếu cậu có thể dừng lại thì làm ơn hãy dừng lại. Và mình muốn giúp cậu, nhưng mình cũng chỉ cố gắng giúp bản thân mình mà thôi. Mình muốn là bạn của cậu, Gus. Cậu sẽ là bạn của mình chứ? Khuôn mặt ngớ ngẩn của mình luôn phản bội mình. Mình có thể chở cậu về thành phố. Mình đã có vé tàu rồi. Về đến trạm thì sao? Taxi đang trên đường tới. Vậy nên, được rồi. Sẽ vui hơn khi đi với mình. Vâng, không đời nào. Nhưng mình chưa bao giờ tới được nơi mình định tới. Cậu đang tìm gì thế? Tôi đang tìm gì sao?